Đây là những cái chết lãng xẹt nhất thế giới chỉ vì ăn đồ ăn bình thường hàng ngày. Đầu tiên, chết do ăn trứng sống. Câu chuyện này xảy ra ở Ấn Độ khi hai người bạn đi ăn cùng với nhau. Thay vì ăn bình thường thì người bạn thứ nhất cược với người bạn thứ hai rằng nếu mà anh ta ăn được 50 trái trứng sống thì anh ta sẽ được thưởng. Anh ta bắt đầu ăn cực lực, ăn đáo, ăn để tới quả 42 thì lăn ra xỉu. Chở tới bệnh viện thì đã qua đời, nguyên nhân là ăn quá nhiều cơ thể chịu không nổi. Chết khi nấu súp gà. Câu chuyện này xảy ra một quốc gia Trung Đông, lúc này nạn nhân đang nấu súp gà. Trong lúc mải mê nấu, anh ta vô tình té vô nồi súp, người ta thấy liền kéo ra đưa đi bệnh viện. Nhưng do anh bị bỏng quá nặng nên qua đời 5 ngày sau đó, chết do ăn bánh sô-cô-la. Có một người phụ nữ được chẩn đoán bị ung thư máu. Bà muốn trước khi chết làm một điều gì đó hào hứng, bà quyết định tham gia một cuộc thi ăn bánh sô-cô-la. Bà ăn một lúc nhiều bánh quá, bị kẹt trong họng, thở không được, thế là đi luôn. Bà chưa kịp chết vì ung thư thì đã chết do ăn bánh sô-cô-la. Đây là những phong cách thời trang chết chóc nhất trong lịch sử loài người. Đầu tiên là shopping, được xem là tiền bối của giày cao gót hiện nay. Loại giày này có đế rất là cao, nhiều phụ nữ mang vô vấp té một cái xuống gặp ông bà tổ tiên luôn. Tiếp theo là tục bó chân ở Trung Quốc. Bình thường mình vô tình mang giới chật hoặc là giày chật đã rất là khó chịu rồi. Còn phụ nữ Trung Quốc thời xưa cố tình bó chân chật lại để mang vừa những đôi giày búp sen này. Bó tới nỗi mà ngón chân dính vô bàn chân luôn. Cổ áo nam tách rời. Phong cách thời trang nam này cực kỳ thịnh hành vào thời vua Edward ở Anh. Vô tình là một thứ vũ khí giết người kinh khủng. Người đeo chỉ cần gật đầu xuống một cái là cứng cổ áo nghẹt thở, chưa kịp làm gì đã xong phim rồi. Rất nhiều đàn ông thời đó vô tình ngụm chỉ vì đeo cái cổ áo này. Và cuối cùng là váy phòng nổi tiếng đốt cháy phụ nữ thời Victoria ở Anh. Váy vừa to cồng kềnh vừa làm bằng nguyên liệu dễ gây cháy. Phụ nữ mặc váy này vào quay qua quay lại, lỡ vướng một cái đèn cày hay là lò sưởi là bị cháy ngay. Không phải một hai phụ nữ bị cháy thôi mà là hàng nghìn phụ nữ bị đốt cháy vì mặc cái váy này. Kiến thức trong sách giáo khoa bạn học có thể sẽ bị thay đổi bởi phát hiện mới này của các nhà khoa học. Kính thiên văn không gian James Webb vừa mới chụp được một vài bức ảnh làm cả cộng đồng khoa học hoang mang. Những cái chấm bạn thấy trong hình chính là 6 thiên hà được chụp bởi kính thiên văn James Webb. 6 thiên hà khổng lồ này hình thành từ 500 cho tới 700 triệu năm sau vụ nổ lớn Big Bang xảy ra 13,8 tỷ năm trước. Trong đó một thiên hà có kích thước tương đương dải ngân hà là thiên hà chứa hệ mặt trời của chúng ta. Dải ngân hà của chúng ta phải mất hơn 10 tỷ năm để hình thành, trong khi đó thiên hà trẻ này chỉ mất khoảng 700 triệu năm để đạt mức phát triển tương đương, đồng nghĩa tốc độ hình thành của thiên hà trẻ này nhanh gấp 20 lần so với tốc độ của dải ngân hà. Một số nhà khoa học cho biết việc có những thiên hà xuất hiện sớm như vậy ngay sau vụ nổ Big Bang trái ngược hoàn toàn với lý thuyết của mô hình vũ trụ hiện tại mà nhân loại biết đến. Các nhóm nhà thiên văn học đang ngày đêm nghiên cứu, và nếu họ không tìm ra được lời giải thích cho sự hình thành của những thiên hà này thì có lẽ lý thuyết về nguồn gốc của các thiên hà sẽ phải được viết lại. Đây là những sự thật về loài mèo mình đảm bảo bạn chưa biết. Vai vế trong thế giới loài mèo rất rõ ràng, ai ngồi trên làm chủ. Nên khi con mèo nhà bạn ngồi lên người bạn, nó nghĩ nó là chủ của căn nhà, còn bạn chỉ là nô lệ của nó. Nếu con mèo của bạn nhìn bạn và từ từ chớp mắt nhẹ nhàng, có nghĩa là nó cảm thấy an toàn bên bạn và muốn thể hiện sự yêu thương với bạn. Bạn cũng có thể làm như vậy với nó để thể hiện tình yêu thương của bạn. Con mèo chỉ kêu meo meo với loài người. Nó chế cái giọng meo meo đó ra để con người chú ý tới nó, để nó dễ thao túng tâm lý hơn. Khi con mèo nhà bạn săn mồi và tha chiến lợi phẩm của nó tới cho bạn, nó đang cố chỉ bạn cách săn mồi. Ý của nó đại loại như là: tôi làm một lần thôi nha, mấy ông mấy bà nhìn học hỏi đi, mốt tụi đi bắt chuột đi, cứ nhờ tao hoài. Đây được xem là nhà tù đáng sợ nhất trên thế giới. Nhà tù được Pháp xây dựng trên một hòn đảo có tên là đảo Quỷ Dữ. Được đưa vào sử dụng vào năm 1852 và chính thức đóng cửa vào năm 1953. Nhà tù 100 năm tuổi này được xem là địa ngục trần gian đối với tù nhân Pháp. Vào những năm 1760, trước khi biến thành nhà tù, hòn đảo này có tên là đảo Cứu Rỗi, là nơi một số người Pháp tới ở để né tránh bệnh dịch đang tràn lan trên đất liền lúc này. 100 năm sau, vào năm 1852, hoàng tử Pháp Napoleon đệ nhị tái sử dụng và biến hòn đảo này thành nhà tù, đặt tên nó là đảo Quỷ Dữ. 40% tù nhân khi bị gửi tới đây không sống nổi qua năm thứ nhất vì dịch bệnh tràn lan và tình trạng thiếu thốn thức ăn trên đảo. Sau những giờ lao động chân tay, tù nhân bị nhốt vô những căn phòng cực nhỏ, cấm không được làm gì, không được nói chuyện với ai, thậm chí bị bắt đứng cho tới giờ ngủ là giữa đêm. Nhà tù này còn có một luật bắt buộc tù nhân một khi đã tới đây thì không có cơ hội để trở về. Luật đó có tên là Doublage. Một khi tù nhân đã hoàn thành xong án tù thì phải ở lại trên đảo gấp đôi thời gian án tù đó. Ví dụ bạn bị phạt ở trong tù 10 năm, sau khi hoàn thành phải ở lại trên đảo thêm 20 năm nữa mới được quay trở lại đất liền. Trong thời gian 100 năm tồn tại, đảo Quỷ Dữ chứa hơn 80.000 tù nhân, 3/4 số tù nhân đó tử vong, số còn lại đa số bị lưu đày cả đời trên đảo. Đây là sự kiện tuyệt chủng lớn nhất lịch sử, còn kinh khủng hơn cả sự kiện khủng long tuyệt chủng. Đó giờ nhắc tới tuyệt chủng có thể bạn sẽ nghĩ ngay tới sự kiện khủng long tuyệt chủng, nhưng đó chưa phải là sự kiện kinh khủng nhất. The Great Dying, đại diệt vong, được xem là sự kiện đại tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất lịch sử. Sự kiện này kéo dài 1 triệu năm và được chia ra 2 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên, các siêu núi lửa liên tục phun trào. Lúc này trên bề mặt trái đất chỗ nào cũng là magma và không khí cực kỳ độc do chứa bụi núi lửa. Sự phun trào liên tục của các núi lửa là chất xúc tác cho giai đoạn 2, mùa đông của các siêu núi lửa. Lúc này khí CO2 lan tràn khắp mọi nơi làm lượng khí oxy giảm lại. Trong tình trạng thiếu oxy, các sinh vật trên mặt đất đồng loạt ra đi. Và các sinh vật ở dưới biển cũng không phải là ngoại lệ. Động vật từ nhỏ tới lớn trên cạn dưới biển, đa số đều chết. Phải mất 10 triệu năm thì sự sống trên trái đất mới có thể phục hồi sau sự kiện này.
Đây là người lính duy nhất chiến đấu, không bao giờ cầm súng nhưng vẫn thắng trận. Câu chuyện có thật này xoay quanh một người lính Mỹ tên Desmond Doss. Sinh ra trong gia đình có bố nghiện rượu hay chửi bới vợ con, từ nhỏ Doss đã có ác cảm với vũ lực. Ngoài ra ông còn đặt đức tin của mình nơi Chúa, mà trong 10 điều răn của Chúa có viết về việc cấm kỵ giết người. Nên khi ông lớn lên tham gia quân đội Mỹ với tư cách là quân y trong chiến tranh thế giới thứ hai, Doss không cho phép mình cầm súng. Vì suy nghĩ lạ đời của ông, Doss bị cả đơn vị huấn luyện dùng đủ mọi cách chế nhạo sỉ nhục, kiểu chiến đấu mà không cầm súng thì ở nhà đi cho rồi. Nhưng với lòng tin vào lời dạy của Chúa và tình yêu thương đất nước, Desmond Doss vẫn vượt qua được tất cả sức ép về thể xác và tinh thần để bước ra chiến đấu, thực hiện ước mơ cứu người cứu nước của bản thân. Và thế là vào năm 1944, ông tham gia trận chiến đầu tiên của mình ở Philippines. Mặc dù chiến trường bom đạn máu me, ông cũng không sợ nguy hiểm nhào ra cứu người, kể cả địch ông cũng không bỏ mặc. Sau đó vào năm 1945, ông tiếp tục chiến đấu ở Nhật. Lúc này Nhật đang thắng, đánh binh lính Mỹ không kịp trở tay, người chết và bị thương đếm không xuể. Nhưng thay vì tìm nơi trú ẩn, Doss dũng cảm lao mình giữa biển bom đạn, đưa đồng đội từng người một xuống dưới chân núi bằng chiếc kén ông tự chế. Lúc đó ông chỉ biết cầu nguyện với Chúa rằng hãy cho con cứu thêm một người nữa. Và trong suốt 12 giờ đồng hồ, ông đã cứu được 75 người, bao gồm cả đại úy Jack Lowe, người trước đó từng chê và chèn ép Doss đủ đường. Ngày 12 tháng 10 năm 1945, Doss trở thành người phản đối chiến tranh đầu tiên được trao tặng huân chương danh dự, là phần thưởng cao quý nhất trong quân đội Mỹ được trao cho quân nhân có hành động thể hiện sự dũng cảm vượt xa yêu cầu của nhiệm vụ. Dù được tôn vinh là anh hùng nhưng Doss cực kỳ khiêm tốn, ít khi nhắc về chiến tích mà chỉ nói về đức tin của mình mà thôi. How many men did Desmond Doss save in this way, Captain Glover? About 75, Ralph. I think it was the most heroic deed that I have ever seen. Đây là lý do tại sao người ta lại nói mèo có chín mạng sống. Mèo là một sinh vật rất là khó giết, nó có thể nhảy từ độ cao nguy hiểm và tiếp đất mà không hề xây xác. Đó là do chúng sở hữu một tuyến đặc biệt ở trong tai giúp chúng luôn luôn xoay người lại được để chủ động tiếp đất bằng chân. Điển hình là một bé mèo ở thành phố New York, Mỹ ngã từ tầng 32 của một tòa nhà xuống mặt đất. Ở độ cao đó rớt xuống thì con người chỉ có đi gặp ông bà tổ tiên mà thôi, nhưng mà chú mèo này vẫn sống sót. Mà nếu có bị chấn thương khi té đi nữa thì loài mèo vẫn có cách giải quyết. Chúng sẽ rung cổ họng để tạo ra âm thanh có tần số từ 20 cho tới 150 Hz, và với tần số này có thể giúp chúng giảm đau, hồi phục cơ và đẩy nhanh quá trình lành xương. Đặc biệt một chỗ đó là chủ nhân của mèo cũng sẽ được hưởng ké. Khi con mèo nhà bạn rung cổ họng kế bên bạn thì nó có thể giúp bạn cải thiện khả năng hô hấp và giảm hơn 40% các nguy cơ mắc bệnh liên quan về tim và đột quỵ. Đó là lý do tại sao người Ai Cập cổ đại coi mèo như một vị thần và nói rằng chúng có chín mạng sống. Đây là những phong cách thời trang chết chóc giúp bạn vào nghĩa trang nhanh hơn. Đầu tiên là tục căng cổ bằng vòng cổ có xuất xứ từ xa xưa ở bộ tộc Kayin ở Miến Điện và Thái Lan. Những cô gái người Kayin bắt đầu đeo vòng cổ từ lúc họ 3 tuổi, và lớn lên thì họ sẽ thay vòng cổ to hơn. Tới lúc họ thành người lớn thì cổ của họ sẽ vĩnh viễn dài như vậy. Mình thấy đẹp hay là truyền thống hay không thì cổ của những người phụ nữ Kayin này sẽ mãi mãi bị biến dạng. Đây là bức hình chụp cổ của họ sau khi đeo vòng cổ. Tiếp theo là mỹ phẩm phóng xạ. Mọi người có thể hỏi, ủa mỹ phẩm mà chứa phóng xạ hả? Vào những năm 1930, phong trào sử dụng mỹ phẩm chứa phóng xạ nở rộ. Những người quảng bá phong trào này nói rằng mỹ phẩm có phóng xạ sẽ che đi mọi khuyết điểm và xóa tan mọi lo về sắc đẹp của chị em phụ nữ. Nhưng mấy người đó không nói gì về những căn bệnh ung thư do mỹ phẩm phóng xạ gây ra, và vô số người sử dụng phải trả một cái giá rất đắt bằng sức khỏe của họ. Tẩy lông bằng thạch tín. Vào thế kỷ 16, khi chưa có mạng internet để mua kem trộn wax lông, các chị em phụ nữ đổ xô tự trộn kem tẩy lông ở nhà. Mọi người truyền nhau cách trộn thạch tín với vôi sống lại để tẩy lông. Hiệu quả thì cũng có, nhưng mà họ nào biết được thạch tín cũng là chất gây các bệnh tim mạch, phổi và thậm chí là ung thư.